sự thật Đào Ngọc Dung sản phẩm nhem nhúc của Tổng Trọng. Tờ báo Việt Nam Express vào ngày 8 tháng 3 đưa tin Bộ trưởng Đào Ngọc Dung bị xem xét kỷ luật. Bản tin cho biết, theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ trưởng Lao động và Thương binh Xã hội Đào Ngọc Dung vi phạm đến mức phải xem xét kỷ luật do liên quan đến sai phạm của Công ty Cổ phần Tiến bộ IC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Bản tin trên tờ báo Việt Nam Express đăng tải. Theo đó, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong các gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế IC thực hiện. Việc này gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, nguy cơ thiệt hại lãng phí rất lớn tiền, tài sản của nhà nước và nguồn nhân lực của xã hội. Dư luận xã hội hoàn toàn không bất ngờ về vụ việc này khi cho rằng đó là kết quả tất yếu, cái kim trong bọc mãi cũng phải lòi ra. Trên mạng xã hội và các diễn đàn chính trị có nhiều chia sẻ cho hay, vào ngày 10 tháng 7 năm 2006, báo Tuổi Trẻ từng đưa tin cho biết ông Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, bị bắt quả tang quay cóp trong kỳ thi tuyển sinh sau đại học tại Học viện Hành chính Quốc gia. Vào thời điểm đó, công luận cho rằng trường hợp Đào Ngọc Dung cho thấy một tiền lệ tệ hại khi mà quan chức tham nhũng hay gian lận thi cử nhưng vẫn có thể leo cao luồn sâu trong bộ máy lãnh đạo cấp cao của Đảng và nhà nước. Đài BBC Việt ngữ cũng bình luận rằng ủy viên Trung ương cũng quay cóp. Bài báo cũng đề cập đến việc báo chí trong nước đưa tin ông Đào Ngọc Dung, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn bị lập biên bản vì vi phạm quy chế thi tuyển khi thi đại học. Theo tờ báo Tuổi Trẻ cho biết, Hội đồng tuyển sinh lập biên bản xử lý ông Đào Ngọc Dung vì trong khi dự thi môn hành chính công, kỳ thi tuyển sinh nghiên cứu sinh vào 27 tháng 5 năm 2006, ông đã sử dụng giấy nháp không có chữ ký của giám thị. Tuy nhiên, thí sinh Dung đã không chịu ký vào biên bản này vì không đồng ý với mức xử lý cảnh cáo. Vụ việc này đã được báo cáo với Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng và Ban Tổ chức Trung ương Đảng, Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào Tạo. Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung. Một ý kiến trong phần bình luận của BBC thì cho rằng thật vô cùng nhục cho một tân ủy viên Trung ương Đảng, Tuổi Trẻ Việt Nam bây giờ biết tin được vào ai. Ủy viên Trung ương gì mà vi phạm còn tự cho mình cái quyền cao hơn cả pháp luật thế. Đúng là Đảng cầm quyền, cầm luôn cả pháp luật. Nhà báo Phạm Vũ Hiệp, một người được đánh giá là thạo tin, trong bài bình luận với tựa đề Vũ Đức Đam và Đào Ngọc Dung, hai khuôn mặt, một con đường, đăng trên báo Tiếng Dân vào ngày 19 tháng 12 năm 2020 đã tiết lộ như sau. Ông Đào Ngọc Dung sinh năm 1962, quê quán huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Hình như ông trời cho Đào Ngọc Dung cái số sinh ra để ở biệt phủ, để làm quan, có kẻ hầu người hạ và hái ra tiền. Theo tác giả, ông Đào Ngọc Dung gọi bà Đào Hào, cựu cán bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là cô ruột. Bà Hào là đại biểu Quốc hội nhiều khóa, đồng thời là vợ ông Nguyễn Văn An, cựu Ủy viên Bộ Chính trị khóa 8, 9, cựu trưởng ban Tổ chức Trung ương khóa 9, Chủ tịch Quốc hội khóa 10. Vợ chồng ông An đã đưa Đào Ngọc Dung từ một cán bộ quèn ở Hà Nam về Trung ương Đoàn. Đến năm 2006, trước khi rút lui khỏi chính trường, ông Nguyễn Văn An đã kịp cơ cấu Đào Ngọc Dung vào Ủy viên Trung ương khóa 10 cùng với lứa với Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân, Trần Quốc Vượng, Nguyễn Thiện Nhân. Năm ấy, Đào Ngọc Dung mới 45 tuổi. Sau đó, ông Đào Ngọc Dung đã thăng tiến qua nhiều chức vụ như Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, Bộ trưởng Bộ Lao động và Thương binh và Xã hội. Nếu như ông Đào Ngọc Dung đi lên bằng tài năng và chính đôi chân của mình thì không có gì đáng nói. Nhưng theo tác giả Phạm Vũ Hiệp, đằng này Đào Ngọc Dung được cõng vào quan trường, lại dính một vết nhơ vĩnh viễn không bao giờ rửa sạch. Đào Ngọc Dung bị lập biên bản về vi phạm quy chế khi dùng phao quay cóp tài liệu trong gửi thư tuyển nghiên cứu sinh và bị bà Nguyễn Thị Thu Hà, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo bắt quả tang và lập biên bản. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam ông Nguyễn Phú Trọng thì đã giả đùa. Nhờ có bảo kê, cuối cùng lãnh đạo Đảng chỉ dơ cao đánh khẽ, thi hành kỷ luật khiển trách đối với Đào Ngọc Dung. Và rồi ông ta vẫn tiếp tục ngồi vào ghế Ban chấp hành Trung ương, xếp vào hàng ngũ lãnh đạo tinh hoa của Đảng Cộng sản Việt Nam.
tháng 7 năm 2020, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã gây tai tiếng làm xôn xao dư luận khi mời cơm bà mẹ Việt Nam anh hùng tại Hà Nội chỉ bằng một tay. Hành động vô lễ này bị mạng xã hội đánh giá là mất dạy nhất mọi thời đại. Theo giới thạo tin, vào tháng 3 năm 2006, trước khi rút lui khỏi chính trường, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An khi đó đã đích thân giới thiệu ông Nguyễn Phú Trọng, khi đó là Bí thư Thành ủy Hà Nội, kế nhiệm mình để ngồi trước ghế Chủ tịch Quốc hội. Để trả ơn, ông Tổng Trọng đã quy hoạch Đào Ngọc Dung vào danh sách đề cử Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13 để ngồi vào ghế Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng ban Tổ chức hoặc Trưởng ban Dân vận Trung ương, nhưng đã không thành công. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Sự thật Đào Ngọc Dung sản phẩm nhân sự nhem nhuốc của Tổng Trọng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Chủ trương trọng cấp cao, khinh cấp thấp trong xử lý kỷ luật là của ai? Việc áp dụng tiêu chuẩn kép trong xét xử các vụ án tại Việt Nam là điều hết sức phổ biến. Điều này đã và đang tạo ra những tiền lệ nguy hiểm về việc thực hiện thực thi pháp luật không công bằng và bình đẳng. Thay vì xử lý nghiêm minh đúng quy định của pháp luật, thì các cơ quan tư pháp có nhiều dấu hiệu cho thấy họ tìm mọi cách để giảm nhẹ tội cho các quan chức tham nhũng là lãnh đạo cấp cao. Ngược lại với dân thường và lãnh đạo cấp thấp thì lại được áp dụng những điều luật rất khắt khe. Tham ô tiền mua quà Tết cho công nhân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương lĩnh 66 tháng tù. Báo Tiền Phong vào ngày 6 tháng 3 đưa tin, tham ô tiền mua quà Tết của công nhân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Hải Dương đã lĩnh án tù. Bản tin cho biết, vào ngày 6 tháng 3, Tòa án Nhân dân tỉnh Hải Dương đã xét xử sơ thẩm vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Mai Xuân Anh, cựu Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương, 5 năm 6 tháng tù giam. Phạm Thị Nhung, trưởng ban chính sách pháp luật thuộc Liên đoàn Lao động Việt Nam tại Hải Dương, 4 năm tù. Và Phạm Dũng, phó ban chính sách pháp luật, 3 năm tù, nhưng cho hưởng án treo. Các bị cáo này đều bị truy tố về tội danh tham ô khi nâng khống giá để nhận chiết khấu hơn 220 triệu đồng từ việc mua quà Tết cho công nhân và người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 vào năm 2021. Sau khi vụ việc bị phát giác, các bị cáo và những người liên quan đã nộp lại số tiền hơn 220 triệu đồng nói trên. Công luận liên quan đến phiên tòa xét xử tại án Việt Á vào trung tuần tháng 1 năm 2024, báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh đưa tin, cựu bí thư Hải Dương Phạm Xuân Thăng bị phạt 5 năm tù. Theo đó, Hội đồng xét xử của Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội xác định, cựu bí thư Hải Dương Phạm Xuân Thăng đã ra chủ trương can thiệp và chỉ đạo trái pháp luật, giúp công ty Việt Á tiêu thụ test kit xét nghiệm trên địa bàn tỉnh này. Một phiên tòa xét xử vụ các quan chức tham nhũng trong vụ Việt Á. Theo cáo trạng, hành vi của ông Phạm Xuân Thăng đã tạo điều kiện cho công ty Việt Á thu lời bất chính, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 73 tỷ đồng. Bản thân ông Thăng đã nhận hơn 4 tỷ đồng từ Việt Á. Tại phiên tòa, ông Phạm Xuân Thăng đã thừa nhận những sai phạm như cáo trạng truy tố. Theo đó, ông được Phan Quốc Việt, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc công ty Việt Á cảm ơn 100.000 đô la sau Tết Nguyên đán năm 2021. Ngoài ra, ông Thăng cũng thừa nhận ông được cựu giám đốc CDC Hải Dương Phạm Duy Tiến đưa hối lộ 3 lần với tổng số tiền là 600 triệu đồng và 50.000 đô la. Đại án Việt Á là một vụ tham nhũng tiêu cực liên quan đến lĩnh vực y tế lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam. Công luận thấy rằng vụ án này có thể cấu thành hành vi diệt chủng có tổ chức, làm cho hơn 43.000 người dân Việt Nam đã phải chết oan ức. Vụ án còn trầm trọng hơn bởi sự vô trách nhiệm của nhà nước Việt Nam, sự nhân tâm và tham lam vô độ của quan chức trong quá trình xử lý đại dịch COVID-19 giai đoạn từ năm 2019 cho đến năm 2021. So sánh hai vụ án vừa kể trên, cùng xảy ra trên địa bàn tỉnh Hải Dương, nhưng với các phán quyết một trời một vực của các tòa án đã cho thấy rõ ràng là việc áp dụng tiêu chuẩn kép.
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Chánh án Tòa Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình. Một bên là một vụ án nhỏ trục lợi 220 triệu đồng do nâng khống giá gói hàng Tết của người lao động, bị Mai Xuân Anh, cựu chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương, phải nhận bản án 5 năm 6 tháng tù giam. Trong khi đó, bên kia là vụ đại án với hậu quả rất nghiêm trọng thì ảnh hưởng đến tính mạng người dân. Đồng thời, cựu bí thư tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng nhận hối lộ là hơn 4 tỷ đồng từ công ty Việt Á và gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 73 tỷ đồng, nhưng lại chỉ bị phạt có 5 năm tù. Công luận cho rằng đây là sự bất bình, vận dụng luật pháp hoàn toàn vô lý theo tiêu chuẩn kép, là điều không thể chấp nhận được. Theo định nghĩa, tiêu chuẩn kép trong lĩnh vực tư pháp có nghĩa là hai bộ việc giống nhau được xử lý bằng các tiêu chuẩn khác nhau. Điều 16 Hiến pháp Việt Nam vào năm 2013 sửa đổi đã hiến định rõ ràng. Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội. Xin nhắc lại, nói về sự phức tạp của hệ thống pháp luật Việt Nam, luật sư Ngô Bá Thành sinh thời có một câu nói nổi tiếng tại nghị trường Quốc hội rằng ở Việt Nam có một rừng luật, nhưng khi xét xử lại dùng luật rừng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin chủ trương trọng cấp cao, khinh cấp thấp trong nội bộ đảng là của ai. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .de.